Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, mới đây Nga đã cáo buộc Mỹ triển khai UAV trinh sát ở Biển Đen để thu thập thông tin rồi chuyển cho Kiev. Theo tờ Kiev Independent, trong ngày 28 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã yêu cầu quân đội nước này đưa ra những biện pháp nhằm đáp trả động thái khiêu khích của Mỹ ở Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc, chúng tôi đã ghi nhận các hoạt động ngày càng gia tăng của UAV trinh sát của Mỹ tại Biển Đen. Những thông tin này sẽ được gửi cho Ukraine, giúp Kiev thực hiện các cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở của Nga. Điều này thể hiện sự can thiệp ngày càng gia tăng của Mỹ và các nước đồng minh trong cuộc xung đột. Những chuyến bay do thám như vậy sẽ làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Truyền thông Nga tiết lộ, quân đội Mỹ đã sử dụng UAV trinh sát RQ-4B Global Hawk để tìm kiếm các hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga, sau đó cung cấp tọa độ của chúng cho Ukraine. Theo Defense Express, quan chức Lầu Năm Góc Amanda Dory mới đây đã tiết lộ về việc quân đội Mỹ phối hợp với công ty SpaceX để vô hiệu hóa hàng trăm mét thiết bị Internet Starlink của Nga. Bà Dory nói với Bloomberg, dù đã có một số lượng thiết bị kết nối Starlink bị vô hiệu hóa, nhưng phía Nga đang thích nghi nhanh chóng với biện pháp này. Họ có thể sẽ sớm tìm được cách để lấy lại quyền truy cập các phương tiện này. Truyền thông Mỹ cho biết, tỷ phú Elon Musk đã khẳng định rằng SpaceX không bán Starlink cho Nga và Điện Kremlin cũng phủ nhận việc sử dụng thiết bị này trên tiền tuyến. Tuy vậy, các báo cáo của Ukraine hé lộ rằng Moscow đã mua các bộ kết nối Starlink qua một nước thứ ba. Trong khi đó, theo thông tin từ tờ Pravda, trong ngày 28 tháng 6, lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại cảnh bắn hạ một cường kích Su-25 của Nga tại Donetsk. Phía Ukraine cho biết, lữ đoàn số 31 đã sử dụng tên lửa cầm tay Vakvai Ikla để tấn công mục tiêu. Máy bay của đối thủ bị bắn rơi sau một phát đạn. Báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx cho biết, Nga đã tổn thất tổng cộng 31 cường kích Su-25 kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Thưa quý vị, mới đây Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu tại cuộc họp thảo luận về việc đóng tàu và tuyên bố rằng Hải quân Nga cần được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa càng sớm càng tốt. Ông Putin nhấn mạnh hôm 27 tháng 6, cần phải bảo vệ hạm đội của chúng ta khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra, nhắm vào các căn cứ hải quân và khu vực hoạt động của tàu chúng ta. Ông Putin lưu ý rằng, để tăng cường sự ổn định chiến đấu của hạm đội Biển Đen, cần đặc biệt chú ý đến việc nhanh chóng triển khai các hệ thống phát hiện mối đe dọa từ xa, bao gồm cả từ các phương tiện không người lái. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, hạm đội đang được bổ sung tàu mới, trang bị vũ khí hiện đại và các nhà đóng tàu trong nước sẽ bàn giao hơn 40 tàu cho Bộ Quốc phòng Nga trong năm nay. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine vừa phá hủy tàu tên lửa Cyclone của hạm đội Biển Đen của Nga trong cuộc tấn công vào cảng Sevastopol vào tháng trước. Theo phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk, tàu lớp 22800 Karakut là tàu tên lửa Kalib cuối cùng của Nga được trang bị tên lửa Kalib trên bán đảo Crimea vì số tàu còn lại đã được chuyển đến Novorossiysk để tránh các cuộc tấn công của Ukraine. Theo trang tình báo nguồn mở Monfa, Ukraine đã đánh chìm hoặc làm hư hại gần 60 tàu của Hải quân Nga. Vào tháng 3, ông Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết các cuộc tấn công vào tàu Nga và các mục tiêu khác ở Biển Đen là để chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ nghiêm túc ở Crimea. Xuồng không người lái hàng hải Magura V-5 do cơ quan tình báo quân sự Ukraine phát triển đã giúp đánh chìm một số tàu Nga. Điều này đã buộc người Nga phải di chuyển phần lớn hạm đội Nga từ cảng chính Biển Đen ở Crimea trở lại các cảng trên đất liền Nga. Bất chấp những thách thức của chiến tranh Ukraine, Hải quân Nga vẫn tiếp tục thể hiện sức mạnh thông qua các tàu ngầm của mình. Một báo cáo của hãng thông tấn nhà nước TASS mới đây tiết lộ rằng, Hải quân Nga thông báo rằng các tàu ngầm Novorossiysk và Dmytrov gần đây đã thực hiện một cuộc tập trận ở biển Baltic, thể hiện các kỹ năng tác chiến của các tàu ngầm diesel điện. Thông cáo báo chí nêu rõ,
Tại biển Baltic, sau các cuộc tập trận chống tàu ngầm, thủy thủ đoàn của tàu ngầm Novorossiya đã thực hiện một cuộc tấn công bằng ngư lôi bằng cách sử dụng đạn thực hành không có đầu đạn. Trong cuộc tập trận, các tàu ngầm đã thực hành các kịch bản tác chiến với nhau. Cơ quan báo chí đưa tin, các thủy thủ đoàn đã thực hiện các thao tác cơ động để tránh các cuộc tấn công của đối phương và cải thiện hoạt động nội bộ tàu. Họ cũng tiến hành các cuộc tập trận chống tàu ngầm để phát hiện và theo dõi các tàu ngầm của kẻ thù giả định. Sau cuộc tập trận phóng ngư lôi, các thủy thủ tàu ngầm tiếp tục khóa huấn luyện chiến đấu theo kế hoạch ở biển Baltic. Theo Bulgarian Military, những cuộc tập trận này rất quan trọng do căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Nga và NATO ở khu vực Baltic. Nga được cho là đang sử dụng cuộc tập trận của các tàu ngầm để thể hiện sức mạnh và gửi thông điệp đến các đối thủ của mình. Trước đó, Nga đã điều tàu ngầm hạt nhân Kazan cùng các tàu khác đến Cuba để tập trận quân sự ở vùng Caribe, một động thái được cho là nhằm gửi thông điệp răn đe mạnh mẽ tới Mỹ. Tàu ngầm hạt nhân Kazan cũng được phát hiện gần bờ biển phía tây Scotland trên đường tới Cuba. Khu vực này gần căn cứ hải quân HM Clyde tại Falkland, nơi có các tàu ngầm hạt nhân của Vương quốc Anh và các tàu hải quân hoàng gia khác. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokosev tuyên bố tất cả những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công mới đây tại thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea và các cuộc tấn công khủng bố khác trên lãnh thổ nước Nga chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Theo đài Sputnik, người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga Irina Von ngày 27 tháng 6 thông báo, trong cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về các hoạt động hòa bình Jean-Pierre Lacroix, Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokosev đã kêu gọi Liên Hợp Quốc có ý kiến về cuộc tấn công nghiêm trọng của quân đội Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea hôm 23 tháng 6 vừa qua. Bộ trưởng Kolokosev đã hối thúc Liên Hợp Quốc có báo cáo đánh giá đúng mức về hậu quả từ vụ tấn công bằng tên lửa của Kiev gây thương vong nghiêm trọng cho dân thường tại Sevastopol của bán đảo Crimea. Theo người phát ngôn Irina Volk, Bộ trưởng Kolokosev nhấn mạnh rằng tất cả những kẻ gây ra vụ tấn công tại bán đảo Crimea vào cuối tuần trước, cũng như các cuộc tấn công khủng bố khác trên toàn lãnh thổ nước Nga, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 26 tháng 6 cho biết, các nước thành viên NATO đang nỗ lực bằng mọi giá để minh oan cho Ukraine sau cuộc tấn công vào Sevastopol. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 27 tháng 6 khẳng định, nước này không thể nối lại bất kỳ cuộc đối thoại nào với Mỹ về kiểm soát vũ khí chiến lược sau khi Washington tham gia vào các cuộc tấn công của Ukraine và thành phố Sevastopol. Thứ trưởng Ryabkov nói trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Izvestia hôm 27 tháng 6. Rõ ràng, Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga, thậm chí còn trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine, như trường hợp vụ tấn công đẫm máu nhằm vào Sevastopol gần đây. Một cuộc tấn công như vậy sẽ không thể xảy ra nếu không được lực lượng trinh sát của Mỹ cung cấp dữ liệu. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, Moscow đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Nga Lin Tracy sau khi Moscow cáo buộc Washington phải chịu trách nhiệm vụ Ukraine phóng tên lửa vào bán đảo Crimea hôm 23 tháng 6, khiến 4 người thiệt mạng. Bình luận về khả năng trả đũa của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 24 tháng 6 đã nhắc lại tuyên bố rất quan trọng gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đó là Moscow có thể gửi vũ khí tầm xa của nước này đến các khu vực có thể được dùng để thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các quốc gia cung cấp sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nga cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea bằng tên lửa chiến thuật ATACMS được gắn đầu đạn chùm, vốn bị cấm ở hơn 100 quốc gia vào ngày 23 tháng 6. Trong khi 4 tên lửa bị bắn rơi, thì tên lửa thứ 5 đã phát nổ ở Sevastopol. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng tên lửa ATACMS có đường bay do các chuyên gia quân sự Mỹ lập trình và Washington sẽ phải chịu trách nhiệm ngang bằng với chính quyền Kiev về hành động tàn bạo này. Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ tấn công. Ngày 24 tháng 6 được chỉ định là ngày để tang ở Sevastopol và Crimea. Bán đảo Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen Nga, cũng bị tấn công bằng UAV và xuồng cảm tử. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha gần đây tuyên bố, nước này đã bàn giao xe tăng, đạn pháo và tên lửa phòng không cho quân đội Ukraine. Trang mil.in.ua dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha viết rằng, các tên lửa phòng không được Madrid chuyển tới Kiev trong ngày 21 tháng 6 vừa qua là một phần của lô viện trợ quân sự quan trọng dành cho Ukraine.
Một phần bản thông cáo viết, đợt viện trợ quân sự lần này, ngoài các tên lửa Patriot, còn có lô xe tăng Leopard thứ 2 Tây Ban Nha gửi cho Ukraine, các loại đạn dược, trong đó có đạn pháo cỡ nòng 155mm, các hệ thống chống drone, hệ thống theo dõi cùng giám sát quang học và tháp vũ khí điều khiển từ xa. Được biết, những chiếc xe tăng Leopard có trong lô viện trợ lần này là phiên bản 2A4 được Tây Ban Nha lấy trong kho hậu cần, đã nâng cấp và hiện đại hóa để chuyển cho Ukraine. Trang mail.in.ua nhận định, thời điểm lô viện trợ quân sự trên được Madrid gửi cho Kiev chỉ một tháng sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký thỏa thuận an ninh song phương với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 27 tháng 6 đã công bố số liệu về những tổn thất của Nga khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. Một đoạn trích trong bản thông cáo viết, chúng tôi đã khiến đối phương tổn thất gần 539.320 binh sĩ từ khi cuộc xung đột nổ ra. Riêng trong 24 giờ, quân đội Ukraine đã khiến phía Nga thương vong 1.260 lính. Quân đội Nga cũng mất 8.042 xe tăng, 15.459 xe chiến đấu bọc thép, 19.468 xe tải và phương tiện cơ giới, 14.363 hệ thống pháo các loại, 868 hệ thống phòng không, 359 tiêm kích và 326 trực thăng, 28 tàu chiến và một tàu ngầm. Quân đội Nga hiện chưa đưa ra bình luận về những số liệu vừa được Ukraine công bố. Trong khi đó, dữ liệu được trang web phân tích phòng thủ tình báo Oryx Pionkov của Hà Lan cập nhật hôm 26 tháng 6 cho hay, tổng số trang thiết bị hạng nặng mà các lực lượng vũ trang Moscow tổn thất kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là 16.619 khí tài. Trong đó, số xe tăng và xe chiến đấu bọc thép mà Nga mất lần lượt là 3.173 và 1.425 chiếc.